Chị Bình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay một chút, anh Phong quay cái món thịt thỏ mọi người. Mình sẽ quay một chút cho mọi người xem nha. Đấy mọi người. Trông ngon quá mọi người ạ. Em làm cái món thịt thỏ này lâu chưa em? Dạ, em mới làm ngày hôm nay hai lần. Để bán nữa ha. Ba bữa hả? Có khách đông không em? Trông ngon quá mọi người. Trông quá tuyệt vời luôn. Đây nhà mình nuôi nhỉ? Nhà. Một ký bao nhiêu Phong? Một ký bao nhiêu? Hả? À bán theo con hả? Một con là bao nhiêu? Mấy trăm? Ai mua thịt thỏ quay thì liên chờ năm nay mua nha mọi người. Anh Phong bữa nay đang mua thịt thỏ quay này. Đầu tư cái lò này hết mấy triệu. Hai triệu rưỡi. 250. À 2.9 triệu. Đây cũng thịt thỏ đây à? Cũng thịt hả? À? Thịt nai à? À. Chờ năm nay mới xây đây nha mọi người. Mới xây đẹp lắm mọi người ạ. Nãy giờ bán được con nào chưa? Dạ chưa anh. Dạ. Dạ mới quấy. Cái này chín chưa? Dạ chín rồi. Chưa chín à? Anh thử quá thử như thế nào anh? Ăn thử à? Dạ. Ok. Quá đây, rồi ăn thử. Vui chung nhà với. Mình sẽ ăn thử một miếng xem có ngon không nha mọi người. Anh Phong mời mình á. Có cần dùng găng tay gì không? Nó cái món. Rồi rồi, thử miếng coi. Mình sẽ thử một miếng xem có ngon không nha mọi người. Cắt to đi. Cắt to, tại vì ấy.
Rồi mình sẽ thử một miếng xem nha mọi người. Ngon quá mọi người ạ. Thơm. Ngon thật đấy. Ngon thật. Bao thử đấy. Ăn biết mà. Ăn mấy ạ? Kẹp bên kia đéo này anh ạ. À. Đỏ quá. Ngon thật đấy. Mềm mềm dần giòn nha mọi người. Đi anh. Ngon rồi. Ngon. Ngon rồi. Giới thiệu tí đi Phong ơi. Ngon. Có số điện thoại thì đặt số điện thoại cho khách mua này. Vâng. 0942 918206. Đây, mọi người nhớ số điện thoại nha. Để liên lạc với anh Phong nha. Ông Hồ Phong á. Thịt thỏ đây. Thịt thỏ mưa. Ngon quá trời luôn á. Ăn đây anh. Được rồi, ăn ăn ăn. To quá miếng to. Bao ok luôn mọi người ạ. Nhiều người được phân vân nên mình cho ăn thử trước. Dạ, chờ mình mới đầu tiên là Phong mở chứ nhỉ. Thịt thỏ đây. Trông hấp dẫn quá mọi người ạ. Thịt thỏ đây mọi người ơi, thịt thỏ đây. Lấy cho thằng này nướng này, thằng này cứ ngon này. Ăn miếng thịt thỏ ngon thật lắm mọi người. Ô, ăn nào nào. Mẹ ăn thì tao nghe tao ăn nha. Thịt nai, thịt thử khó ngon bằng mật. Chặt lên bao con ăn thử. Ăn thử coi thử. Cắn thử miếng coi chị. Ngon lắm, nãy ăn miếng ngon lắm. Hôm qua mình lại còn cứ bảo là sao mà vịt mà nó quay mất mật mà. Kéo này quay mất mật đây. Nó thật cho con. Đấy kìa. Ăn thử thịt thòn kìa. Ăn ngon với bà mẹ lên ông cùng hô chú. Đúng rồi. Thịt thòn bác ơi. Mẹ. Thịt thỏ đây anh ơi. Thịt thỏ đây anh nhá. Ý là tối về lấy số anh lấy thỏ mắc mặt ạ. Nhô mắc mặt là có thấy ạ. Trông hấp dẫn quá mọi người ạ. Nó không chín, em bảo đảm anh chín. Không chín anh cứ lên nó trả lại hàng. Quay mấy tiếng đồng hồ rồi. Quay quá hết kia rồi. Cho thấp hơn à? À vì mình quay chín rồi là mình đưa lên trên nó thường nó khô anh.
Đấy, con thịt heo em làm em cùng nhồi làm một mật với đây giá vị heo là gì? Món thịt thỏ của anh Phong ngon quá mọi người ạ. À, nếu mà mọi người ai mua thì liên hệ với anh Phong nha. Hồi nãy đọc số điện thoại không biết có nghe rõ không? 0942 918 206. Ai mua thì nhớ alo mình nhá. Tại chưa 5D nha mọi người. Ngon trong, quá trời luôn á. Trong xã 5D là có thể là bán gọi là mình ship tới đây tận nhà. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mọi người quý mình thì cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo của mình.